Vâng, xin chào đón quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành. Và hôm nay tôi di chuyển từ miền Tây Nam Bộ ra Bắc và trở lại Hải Phòng. Nhà bác tính tại Lê Thiện, An Dương, thành phố Hải Phòng và ngay cạnh với đường quốc lộ 5, xe chạy rất là ồn. Bác ở đây có một vài cây, có một cây to thì cũng đã chơi rồi, sau đó thì để nó cũng bị sổng mất một thời gian và một số những cái điểm thì cũng cần điều chỉnh. Mời quý vị và các bạn hãy cùng hướng về video và cây này. Xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ở đây bác còn phục vụ bánh nướng, bánh dẻo. Có mấy cây vạn tuế, cây ổi này. Và đây là cây xanh. Trước đây thì một số những cái điểm cắt nó cũng hơi bị lưỡng. Tuy nhiên thì bây giờ với cái tuổi cao thì bác cũng chỉ muốn cắt mức độ, cũng không cần quá đẹp, để nhanh được chơi, tức là làm thế nào nhanh được chơi các bạn nhé. Cho nên là tùy vào từng bối cảnh, tùy vào tình huống để chúng ta tiến sự có thể tiến hành. Sau khi cắt hết cành rồi thì bắt đầu chúng tôi quyết định xem mặt chơi các bạn. Đây là phía mặt sau. Các bạn nhìn đây thì tôi sẽ chọn là mặt sau. Giữ ra. Đây các bạn này rất là đam mê này. Chào bác nhá. Ô lên đi sợ gì? Bùi bố mày không dám lên, tao lên mạnh. Lên bình thường nữa. Lên bình thường. Chúng ta cùng theo dõi nếu mà tiến sự sẽ chọn mặt chơi là mặt này. Nguyên đây lăn này đi. Và các bạn cùng theo dõi xem cái mặt này như thế nào. Này. Cái mặt này thì các bạn thấy cái thân hoành này nó có độ quái và nó độ sâu hơn là mặt kia. Thì bỏ cái trục này nó đã cao rồi thì lên đây nó sẽ lên một cái nhịp thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Nó giảm đi được chỉ từ đây lên đến đây thôi thì nó sẽ đẹp hơn, sau đó nó sẽ truyền ra cái này. Thì chúng ta sẽ bỏ đi, hai nữa là để cho nó thoáng cái vị trí này ra. Rồi, cắt cái này trước đây. Cái này là hai người đỡ, cái này bác dâm thì phải đỡ cho nó khỏi giật. Cứ cắt cái này để tính.
Mạnh vào. Thoải mái đi. Thôi. Bắt đầu cắt ở trên. Tắt công tắc đấy nhá. Tắt đi. Tắt đi. Chắc cũng chỉ tí thôi ạ. Chuyển lúc là hết rồi mà. Đấy mà nó thụt mẹ xuống đấy mà nó vặn chân mới sợ. Còn nếu nó vào cái phần mềm đau thì còn được. Mai là khỏi. Chắc nó thụt chân á. Quên rồi. Quên. Dạ. Sau này già rồi chẳng có đâu, không cần tiền nữa mà chẳng may cái thằng nào nó cả 700-800 triệu cái là mày lại sướng ngay. Sướng bình thường đúng không? Như này nếu mà làm để nó già tí nữa khoảng 20 năm nữa 700-800 triệu mà bây giờ những cây to mà cần cái này là hơi hiếm phải không? Vâng. Cháu chứ gì chơi cây này là chỉ chơi để cho con cháu thôi. Đa số những cái đội này thì nghĩa là phải cắt à?
đi chờ cẩn thận. Giỏi con làm hơn là con giỏi. Vâng, tay phải để đó. Tay âm. Hết cái bài rồi. Tây hoành đẹp quá. Tây này quá đẹp. Lượn đẹp quá. Đẹp nhất là cái tây này. Chậm lại. Và bây giờ sẽ được máy múc và tôi xử lý chân bệ, sau đó thì được vận động. Như vậy là đã móc được cây lên và di chuyển về để chúng tôi tiếp tục làm nốt. Mày vào kê đi. Thôi. Ok. Cho nó kê cho cân vào để làm đi. Vâng, như vậy là đã máy đã múc được lên một cách rất là ok. Và sau khi múc lên thì các bạn lưu ý là cắt tất cả những cái rễ dập đi. Còn nếu làm được bệ thì chúng ta làm kỹ luôn các bạn nhé. À, thường thì máy múc nó hay rất là bị dập rễ. Các cái đầu mà chúng ta trồng xong bắt đầu chúng ta không biết, chúng ta để nước nó vào nó sẽ bị các con vi khuẩn nó sẽ làm việc ở các cái đầu chỗ dập đó. Lúc trước thì nó có hai cái rễ này thì tôi đã cắt đi và chỉ để lọc sẽ đập một số cái để chống thôi.
Chưa. Phát không biết là cao nên trọng hay cao nữa. Cắt vào cái này cũng được. Vâng. Yeah. Thì có cái này. Phải ép mầm vào nó mới hút được. Ép một cái cành vào ngay. Đây cây xanh tôi chưa ép được mà thấy được rất đầy. Vâng. Thì chắc là đi rồi sao? Vừa thấy đứng đi. Đấy, bác này 66 tuổi, 66 hay 65? 66 ấy, mà rất máu lắm. Rồi, cắt cái đây đi. Bây giờ thì sẽ cắt một cái cành để nó không tranh chấp với lại cái ngọn chủ. Vẫn có 5 ngọn ngũ lão. Để đưa cái cưa sắc. Máy à? Không, cưa tay thôi.
chặt đất. Thấy không? Để cho anh Manh thổi trên xuống đi. Nhanh nhanh xuống đi. Để cho anh Manh thổi từ trên xuống. Rồi dọn hết đi. Như vậy là quý vị và các bạn theo dõi, Diễn Sử đã cắt xong một cây xanh và cũng chỉ cắt mức độ, bởi vì năm nay bác trên 60 tuổi rồi nên là cũng không làm mạnh tay, không làm quá mạnh tay các bạn nhé. Và mức như thế này thì chỉ khoảng 3 năm là chúng ta có thể chơi được, 3 năm là chơi được một cây. Diễn Sử để ngũ lão, tức là có năm, sẽ có sau này nó sẽ có năm ngọn, 1 2 3 4 5. Và đây là lần một thì vừa mới đánh lên nên là chưa thể làm mạnh tay được. Ở những cái điểm này thì sẽ còn phải một lần hai. Và đây là các bạn thấy có một cái gậy trống rất là đẹp đây các bạn nhé, một cái gậy rất đẹp để chống ở cái khu vực này. Và như này thì chỉ khoảng 3 năm là chúng ta có thể chơi được, bởi vì tuổi của bác cũng năm nay là đi 66 rồi. Yêu. Cao khoảng trên 2 mét. Và đây sẽ là mặt chơi, bởi vì là khi mà nó có cái thân hoành này, các bạn thấy là chạy rất đẹp. Một số những cái điểm thì chưa được mềm lắm, nhưng mà bởi vì là phải lần thứ hai thì khi mà cây nó ổn định rồi, chúng ta có thể là làm nó nhũn ra nó đẹp hơn, bởi vì nếu mà lần một mà làm kỹ quá thì nó cũng không thể đạt được. Ok, video này tại
Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng. Và đến sự xin kết thúc video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Xin chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và chúng ta lại cùng Báo Giao Chiến Sự tiếp tục những video sau. Xin hẹn gặp lại quý vị.